Rồi, hello, mình Hiếu Thuận xin chào tất cả đại gia đình mình trên mọi miền đất nước ha. Thì Hiếu Thuận một ngày mới, Hiếu Thuận xin chúc tất cả bà con một ngày mới thật là vui vẻ, hạnh phúc và ấm áp bên gia đình ha. Và hôm nay Hiếu Thuận chợt đi ra vườn gặp có một bà chị, bà làm cái nghề cũng khá là phổ biến ở dưới quê mình. Rồi mình sẽ làm một cái video mình chia sẻ với các bạn ha. Đó là cái nghề bắt ốc. Nghề bắt ốc bu bán kiếm tiền hả các bạn. Rồi mình không mà mất thời gian, mình sẽ mời các bạn gặp chị ha. Chị ơi, cho em hỏi thăm chút chị. Dạ. Chị làm cái nghề bắt ốc này được bao lâu rồi chị? Gần 10 năm rồi. Gần 10 năm hả chị? Dạ. Dạ. Chị bắt một ngày được bắt bao nhiêu ký vậy chị? Có bữa rồi 3 ký, 4 5 ký. 3 ký, 4 5 ký. Thì chị bán 1 ký được nhiêu chị? Chiếc này có 35 ngàn. 35 ngàn. Rồi, còn em nghe nói là chị có thằng con bị bệnh gì chị? Dạ, nó bị viêm cột sống khớp. Viêm cột sống khớp hả? Dạ. Mà chị ơi, chị cho em hỏi thêm một chút xíu nữa, ông xã của chị mắc được mấy bao năm rồi chị? Gần 2 năm. Gần 2 năm rồi. Rồi chị cứ bắt ốc chị nuôi con chị. Dạ, rồi từng bao lâu mới chở con đi khám bệnh chị? Dạ, 1 tháng. Dạ, 1 tháng hả? Dạ, 1 tháng đi Cần Thơ. Dạ, rồi em năm rồi á thì đi chợ gãy. Đi chợ gãy mãn năm luôn rồi, giờ năm nay là con bé nó ổn rồi, em xin nó về Cần Thơ. À, xin về Cần Thơ. Dạ. Cần Thơ điều trị với nó gần hả chị ha? Dạ. Dạ. Nó đi lên đó hoài thì em cũng có khả năng để đi. Dạ, Rồi mình sẽ cho các bạn coi cái chị đi bắt ốc. Chỉ có một cái xô các bạn. Chỉ có một cái xô. Nó có sơ rồi, chỉ có cái vợt. Thường thường là chỉ cũng đi mò nghe các bạn, mà mương mình mới xịt thuốc là chỉ sợ nó bị ảnh hưởng tới da rảnh, chỉ không có mò. Đi qua bên kia khang dắt mẹ qua bên kia ốc nhiều cái mương nãy đó để thôi nó chìm. Bên kia nhiều hơn rồi, chút xíu mình hả qua phía bên đây. Bữa nay không có thầy Tư đi rồi mình quay mình không có chuyên nghiệp các bạn ơi, nó hơi rung các bạn cũng thông cảm nha các bạn. Đây là chiếc xuồng của chị các bạn. Chị vừa đi giăng lưới mà vừa đi mò ốc và vừa giăng lưới luôn nha các bạn. Chị bẻ gông mát rồi xuống luôn đó. Chị có bẻ gông mát rồi luôn. Chiếc xuồng của chị đậu ngoài này. Chị sẽ vô trong cái mương này. Các bạn thông cảm nha, mình không có chuyên nghiệp không, mình quay nó hơi nhúng nhích nha các bạn. Đây mà mình cũng tâm sự thêm với các bạn ha, ở cái hoàn cảnh của chị này là có một đêm trời mưa bão ở vùng Hưng Phú, Mỹ Tú, Sóc Trăng, thì trời mưa bão đã ngã làm cây cối ngã vô cái nhà của người ta. Rồi ông xã của chị này làm nghề đốn cây nha các bạn, làm nghề đốn cây. Rồi bà con nhờ anh ấy lại đốn những cái cây mà nó ngã trên nhà của người ta. Rồi xong rồi anh ấy sáng ngày còn nước ướt hết trơn đó các bạn. Anh ấy trèo lên thì nó đã bị chật chân, nó té xuống thì chết liền tại chỗ nha các bạn. Nó hoàn cảnh của chị rất là dễ thương. Nhưng mà chị căn vẫn ở vậy để nuôi con tới bây giờ nha chị các bạn, cũng mấy năm rồi. Chị thì ở phía bên tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng nha các bạn. Còn mình thì ở bên Hậu Giang. Nhưng mà nếu mà đi đường chim bay á thì từ nhà chỉ qua nhà mình á thì có khoảng là 200 m à. Nhưng mà chị ở tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng, còn mình ở Hậu Giang, cách hai tỉnh vậy đó, nhưng mà đi đường chim bay thì có khoảng chừng 200 m là tới rồi nha các bạn. Bữa nay chị đang vô cái khu vườn của thằng em út của mình. Mình thấy ốc nhiều quá à. Thôi mình kêu chị bắt một bữa cho chúng một bữa coi. Thật sự ở quê mình cũng cái nghề này cũng phổ biến lắm nha các bạn. Cũng nhiều người bắt lắm. Tại vì dưới quê mình không có xí nghiệp công ty gì hết. Cho nên bà con mình tự bươn chải các bạn ơi.
Con trai thì bị bệnh như nãy chị nói đó, từ một tháng là phải đi khám bệnh, chích thuốc điều trị cũng rất là vất vả. Nhưng mà không có công việc ổn định thì phải chịu thôi các bạn. Nhưng mà mình rất là nể chị ấy, là ông xã đã mất mấy năm nay rồi, chị ấy cũng vẫn ở như vậy để nuôi con nha các bạn. Rồi mình thấy chị ấy cũng mình thương, thành ra mình cho vô cái vuông của con em út mình bắt ốc luôn. 11 mà chị có vô đây mà không có mình á, chị có muốn vô đây bắt nữa thì có thấy điều có gặp ông anh nào mà ổng la đó, thì chị nói có anh Thượng Gâu ảnh kêu vô bắt, ảnh cho tôi vô bắt. Nói vậy là ổng không có la, nói Thượng Gâu là ổng không có la. Ở dưới quê mình thì còn rất là nhiều cái hoàn cảnh đáng thương lắm các bạn, nhưng mà có sẽ có dịp nào mình sẽ quay những cái clip mới cho các bạn xem. Tại chị này thì mình thấy chị đi bắt rất là nhiều lần lắm rồi, nhưng mà lần này là vô cái vuông của mình là đầu tiên, chị không dám vô rồi mình bữa nay mình kêu chị vô. Cái cuộc sống mưu sinh mà không các bạn. Các bạn thì nói chung là mỗi một người có một cái hoàn cảnh, là mỗi một người có một công việc. Nói chung là cuộc sống của người dân ở quê của mình đó các bạn, có những nhiều lúc thâm trầm lắm các bạn ơi. Công việc thì không ổn định, rồi không có công ty xí nghiệp gì hết, tự mình sẽ tìm cách tìm nghề để tự mình làm, mình nuôi bản thân thôi. Sáng giờ cũng bắt được như là cả mấy ký vậy chị? 2-3 ký hả? Cho nên là chị lựa ốc bu đen không đó hả chị? À, vậy là bu đen là sáng giờ là chị bắt, nếu mà sáng giờ là cũng khoảng là 2 tiếng mấy hả chị ha? Cũng khoảng 3 tiếng rồi, 3 tiếng mà khoảng 3 ký, 3 ký thì cũng chầm chậm 100 ngàn nha các bạn. Lúc nào mà ốc hết có thì chỉ đi giăng lưới, chỉ có đem lưới theo, nãy mình có quay cho các bạn coi đó, chỉ sẽ đi giăng lưới nữa. À, rất là nể chị nha chị các bạn, vì ông xã mất cũng mấy năm trời rồi. Vậy là chính xác là mấy năm chị? Gần 2 năm. Gần 2 năm mà thêm con bệnh nữa mà chỉ không có bước thì bước nữa mà vẫn ở vậy mà nuôi con nha các bạn. Chồng của chị á là ngày xưa cũng có từng học mà rước lễ vỡ lòng chung với mình, rồi lên học mà rước lễ trọng thể cũng học chung với mình. Tại nói người mỗi một người một tỉnh chứ, nhưng mà đường Chim Ba thì có mấy trăm thước thôi. Bởi học chung một họ đạo thì mình biết chồng chỉ rất là gần. Chỉ có cái gỗ chỉ dập đây đó các bạn, dập ốc ra ốc nổ lên chỉ vớt. Có những cái mương mà nó không có xịt cỏ, không có nước, không có độc thì chỉ xuống chỉ mò nha các bạn, chỉ xuống chỉ mò. Còn mấy cái mương là nó có nước độc mình mới xịt thuốc thì chỉ sẽ lấy cái vợt chỉ vợt. Cái miếng vườn bên kia người ta trồng sầu riêng nha các bạn, người ta trồng sầu riêng, có những cây sầu riêng nè. Cái video mà cho các bạn coi chắc khó chịu lắm, tại vì mình không có kinh nghiệm quay, rồi mình đi tay rung, với phần cái máy của mình nó cũng hơi dở, cái máy của tư lúa nữa các bạn ơi, máy tư lúa nó chuẩn hơn máy mình, mà tư lúa cũng quay cũng gần dễ coi, còn mình quay thì nó cái máy dở một chút mà nó được không được chuẩn không, nên các bạn khó coi lắm, các bạn thông cảm cho mình ha. Mình chỉ muốn chia sẻ với các bạn là những cái công việc ở vùng Buôn Na, rồi bà con làm như thế nào, mình muốn chia sẻ vậy thôi, chứ còn cái kỹ thuật quay thì mình không có gần nha các bạn, mình rất là thua các bạn nhiều lắm. Mình đang thời điểm mà trong cái thời điểm mình đang cần học hỏi các bạn, mà các bạn cho chỉ thương tình chỉ cho mình cách quay hay là cách nói chuyện hay là cái gì đó, các bạn hiểu biết hơn mình thì các bạn góp ý với mình ha. Thì mình mới ra nghề mình gà tay nghề còn quá yếu các bạn ơi, các bạn thông cảm. Công việc bắt ốc này nó cũng cực các bạn, tại cực lúc mà mình đi mò, rồi đi mò ở dưới nước suốt ngày, rồi bán cũng không được nhiều tiền. Bữa nay mình thấy chỉ cũng hên gì á, chắc chỉ đi bắt khoảng 3 tiếng mấy 4 tiếng hồ mà được 3 ký thì cũng chậm chậm 100 ngàn các bạn. Mà chỉ bắt cái nghề bắt ốc này cũng khoảng 10 năm rồi đó, chỉ có kinh nghiệm rồi đó, mà chỉ bắt còn được ít như vậy nữa, mà còn mới ra nghề bắt không có lắm các bạn ơi.
mới gần nghề, đôi khi mình đi bắt có mấy bạn lại mà nhà mình chơi mình muốn bắt cho các mấy các bạn mình ăn đó là bắt không có đâu. Ban ngày mấy chị đi mò đi vợt còn ban đêm người ta đi sôi nữa, bởi vì đôi khi mà mình muốn ăn ký hai ký rồi bắt không có đâu các bạn. Phải trong nghề rồi phải biết giờ nào ốc nó nổi rồi khu vực nào chưa ai bắt bắt mới có. Nè, nãy được giờ ốc này ốc bu vàng ký có 2-3 ngàn rồi nghe các bạn, 3-4 ngàn 2-3 ngàn gì đó, mà đôi khi người ta mua người ta chơi nhỏ nữa, người ta chơi nhỏ cái này cái đó là chắc 2-3 ngàn gì vậy, bởi vì cũng khó kiếm tiền lắm nghe các bạn. Như chắc khoảng ký mấy hay Khang? 2 ký mấy hả? 2 ký mấy 2 ký mấy thì khoảng 10 ngàn, mình thấy dấu tròn cho 10 ngàn đi, cũng vất vả lắm nghe các bạn. Thấy thấy vậy chứ cũng cực lắm các bạn ơi. Sáng giờ được 2 ký mấy ốc này thì có tính số tròn cho 10 ngàn. Còn ốc bên đây thì chỉ nó cũng được 3 ký rồi, 3 ký thì cũng được khoảng tính số tròn luôn 100 ngàn đi, không tới mà cũng cho 100 ngàn đi. Đó thì cũng được mới 110 ngàn nghe các bạn, mà rất là cực. Cái vườn dừa này các bạn thấy quen mà phải không? Vườn dừa này các bạn thấy quen mà, hôm đó mình có quay cho các bạn coi cái clip trước đó, clip mà mình đi bẻ dừa với anh Tư Lúa đó. Mình cũng nói thêm với các bạn như vậy, mình cũng rất là ngại ha các bạn, tại vì mình có thể là mình cũng chưa chắc gì mình giúp đỡ được cho chị này cái gì, thành ra mình không có dám đi sâu vào cái đời tư của chị hay các bạn. Nhưng mà hoàn cảnh như vậy thì mình thấy tương đối khổ, nhưng mà mình không dám đi sâu vô, mình không dám hỏi thăm sâu hay các bạn. Mình quay với mình chỉ làm một cái clip như vậy mình gửi đến các bạn, chia sẻ cho các bạn biết là người dân ở quê Bô Na mình có cuộc sống như thế nào vậy thôi, chứ mình không dám đi sâu vô cái mà đời tư của người ta nghe các bạn. Các bạn cũng thông cảm ha. Mình sẽ hứa từ từ mình sẽ quay những cái mà đoạn clip những cái cuộc sống của bà con ở quê Bô Na như thế nào ha. Nhưng mà đặc biệt có cái mình cũng hay nói lần này nữa mình quay hơi khó coi thì các bạn thông cảm ha. Mình không có trong nghề, có ông Tư Lúa mà ông bỏ mình đi công việc rồi. Vì các bạn về quê mới thấy được cái cảnh này thôi. Đi vào ốc là phải có cái show vậy nha các bạn. Có cái show. Này, cái mai này có cái bộ đế cũng tương đối khá là đẹp rồi các bạn. Nghe của mình đã trồng tới gần 400 gốc mai như vậy nè các bạn. Rồi trồng dừa, nó trồng dừa cũng khoảng 300 gốc dừa. Chị ấy chỉ đang bắt ốc. Mình hôm đó mình hay tin là ông xã của chị mắc rồi, mình hỏi lý do mắc rồi mình nghe kể rất là thương. Mới sáng sớm chèo lên cây thì nó đã chợt chân té xuống là chết liền tại chỗ nha các bạn. Rất là thương. Nãy chỉ nói là mới khoảng 2 năm mà, mới chết đây khoảng 2 năm. Xuống mình mò thì nó ốc nó có nhiều hơn là mình lấy cái vợt mình vợt vậy các bạn. Đôi khi ốc nó chìm xuống mà mặt đất cái dưới là mình không thấy, còn mình xuống mình mò là nó sẽ có nhiều hơn. Nhưng mà mò thì nó rất là cực nha các bạn. Chẳng hạn như cái mương của mình nè, mương của mình ông anh mình ông mới xịt thuốc cho bèo nó chết, cho cỏ chết á, là nước nó có chất độc rồi. Mình xuống mình mò thì nó sẽ bị ngứa nha, nó sẽ ảnh hưởng da mình. Nó thành ra chị ấy chỉ đi bắt chỉ có kinh nghiệm mà chỉ mấy cái mương như vậy thì chỉ lấy cái vợt với vợt thôi, chứ chị không có dám mò. Đó. Chứ thật sự là mò thì nó có nhiều hơn, mò mà mình dễ hơn tại nó nặng ở dưới, mình vợt là chỉ mấy ốc nổi thôi. Ở dưới quê mình thì các bạn ở ngoài lộ, ở ngoài lộ xe thì các bạn cũng thấy cũng vui. Rồi các bạn mà đi ra vườn của mình thì cũng có nhiều bà con nào đi bắt cá, cắm câu, giăng lưới, đặt lờ, nào là đi bắt ốc nghe các bạn. Nhiều lắm, cũng vui. Đôi khi các bạn ở thành phố, rồi thành thị, rồi các bạn có quán xá giải trí, những cái câu lạc bộ này, câu lạc bộ kia các bạn giải trí. Còn tụi em ở dưới quê thì đôi khi ra vườn ngắm cảnh, giải trí,
hoặc là đi cắm câu, giăng lưới, đồ giải trí. À. Các bạn thì có chỗ nơi thư giãn, còn tụi em thì thư giãn bằng cách là đi kiếm cá, mò ốc, mò cua. Khang năm nay học lớp mấy, còn đi học không Khang? Nghỉ rồi. Nghỉ, học lớp mấy nghỉ rồi. Lớp 6 nghỉ. 6 à? Ủa, vậy là Khang này cũng có cái ký ức cũng giống bác Thận rồi. Thận Gâu ngày xưa cũng mới 14 tuổi là trốn học đi làm cá rồi. Bác ngày xưa cũng vậy, lên lớp 6 bác học bù kiệm chết mộ luôn rồi bác cũng nghỉ luôn. Lên lớp 6 rồi có chứ ngày xưa bác thầy giáo ở nhà của bác Thận mấy ổng cho lên lớp chứ bác Thận học bù kiệm muốn chết. Rồi, học bù kiệm bởi giờ mới quay clip mà còn không biết đường quay nữa là càng rung nè. Bữa nay tại mình đi có thằng cháu thằng con của chị hỗ trợ chị chứ mỗi lần là chị đi mà có một mình nha các bạn. Lên chợ gãy thì tiền không. Là mỗi tháng có đi đó. À. Cho em đi ở trên đó cái ổn mà có thấy nó bớt á. Vậy đó hả? Là mình nghe nói là như là Khang nó trời lạnh là nó phải bị bệnh nhiều hả bạn? À nhất. Cái bệnh đó, bác sĩ nó là uống thuốc suốt đời không có thắng. À. Bởi vì nó đâu có đi mò ốc tiếp mẹ được ha. Bác sĩ nó cũng như là khi nào mà bây giờ là nó còn uống thuốc nha. Ừ. Nhưng mà uống chừng nào mà nó không có còn hấp thu được cái thuốc uống á là phải chích. À. Chích một mũi là mười mấy triệu đó. À. Và cũng như là giờ nó còn cái cơ thể nó còn hấp thu thuốc uống đó. Ừ. Cho nên là giờ còn uống. Rồi cái bên gia đình hôm đó chỗ còn quắt đống cây đó rồi có hỗ trợ mình được cái gì không ha bạn ha? Tôi cho được 5 triệu. 5 triệu hả? Với lại mà em nói cũng như là mình đi mằng mà nó mình tự mình té mà đang có cái gì. Đúng rồi, đúng rồi. Lúc đó công an cũng có loại nữa. À. Hỏi là có mình có muốn thưa hay là muốn gì không vậy đó. Mà cái đó mà mình biết thưa sao giờ đúng không? Cái tự mình lãnh mình mướn, mình lãnh mình đốt mình lấy tiền mà. Rồi cái tới trình rồi cái người ta cho 5 triệu. Ừ. Ta thương là cho 5 triệu vậy cũng được, nếu mà không cho mình cũng đâu có nói gì đâu ha. Em nói cũng như là tại vì con em nó còn nhỏ quá à. Ừ. Nó nhận chứ còn nếu mà con em mà nó lớn mà nó màng ăn ơn nó được em cũng không nhận. À. Bác cũng lớn tuổi rồi. À. Con em nó còn nhỏ chứ nó bệnh hoạn rồi em mới nhận chứ còn bình thường là phải nó bự nó tưởng mà ăn được em có chứng nhận chứ. Ừ. Cái lúc đó hình như là còn dịch phải không bạn ha? Ngay đỉnh dịch luôn. Ờ ngay đỉnh luôn rồi ha. Ờ. À. Đây cũng như là mới có tháo gào được ấp liên với xã thôi chứ còn huyện mà chưa có đi được. À là phải là thời điểm đó là mới tháo gào cho ấp liên xã thôi chứ đi ra huyện thì chưa được phép đi. Đúng rồi, thời điểm đó là chưa qua được, mình giăng lưới còn dưới sông mà nhà nước không cho giăng mà. Ờ, à, không phải anh chính quyền anh không cho mình giăng lưới luôn á. Ừ. Lúc đó tại anh Bắc anh có giấy kiểu như là giấy thông hành á, tại ông đi xịt ba cái khuẩn á. À, nhờ vậy mà nó mới đi đốn cây được. Không có giấy đó đó, tại vì mấy anh dưới xã đã cấp cho ông cái giấy đó, đừng ông đi xịt thuốc á. À. Điểm dịch thì ừ. Đây. Chị đã về tới xuồng của chị rồi. Chị đậu xuồng ngoài này nha, các bạn không có kéo vô trong vuông mình được. Giờ ra chị phải đậu ở ngoài này. Nhập thứ 2 3 4 rồi không đi một cái lô kiến ừ. Bữa nào bác rảnh hay cũng được nhiêu ốc các bạn. Ở dưới quê nó cũng tiện lợi cái này nha các bạn, cái đó mình rau mát, cái bằng rau mát, bẻ ra cái đợt non đó mình về mình ăn được nha các bạn. Nó
Đây, nguyên chiếc xuồng của chị đây. Còn có mấy con ở đây nữa. Rồi chị em mình chia tay đây hả chị ha. Rồi em cảm ơn chị luôn. Rồi mình sẽ chia tay với chị các bạn ơi. Rồi chắc em xin tạm dừng cái video ở đây luôn các bạn. Với là có cái vợt với có cái show mình đi vợt vậy thôi, đơn giản là thôi, thành ra em quay cái video này cũng hơi ngắn. Rồi chỉ có bấy nhiêu thôi. Rồi các bạn thông cảm ha. Rồi em bye bye các bạn ha. Rồi.